Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Hôm nay Đông Hải Long Cung ta giáng lâm xuống Tuyết Nguyệt, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Nhị điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc cũng chính là Đoàn Vô Nhai, bây giờ hắn là người của Đông Hải Long Cung ta. Mời quân vương hạ lệnh phế đi vị trí của Đoàn Vô Đạo Thái Tử, đồng thời đem vị trí quân vương ban tặng cho đệ tử của Đông Hải Long Cung ta là Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai, ngươi giấu cũng kỹ đấy. Hoàng huynh, huynh có ủng hộ của Ngọc Thiên Hoàng tộc, sao ta không thể gia nhập vào Đông Hải Long Cung được chứ? Cái gì, Vô Nhai điện hạ, Đông Hải Long Cung muốn giúp Đoàn Vô Nhai thượng vị. Ta nhớ Ngọc Thiên Hoàng tộc đã giúp đỡ cho Đoàn Vô Đạo mà. Thế lực của mấy tông chủ lớn này là muốn chia rẽ thiên tài của Tuyết Nguyệt, địa vị ngang nhau. Đoàn Nhân Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Không ra làm sao cả. Vô Đạo Thái Tử có thiên phú xuất sắc, thực lực mạnh, không phải Đoàn Vô Nhai nhỏ bé có thể so được, kế thừa đại thống của Tuyết Nguyệt, đâu có phải là trò chơi con nít. Trừ khi Đoàn Vô Đạo nó đích thân từ bỏ mới đến lượt Đoàn Vô Nhai, cách chức Thái Tử. Vô Nhai, thúc phụ này của ngươi, hắn muốn xem thực lực của ngươi, thì để cho hắn xem đi. Rõ. Thái Dương chi nhật, thật đúng là một ngày đẹp, thiên sát âm công. À, ngươi vậy mà dám thả ta ra ngoài, mấy năm rồi, ta sẽ đem ngươi chém thành trăm đoạn. Thái Dương chi nhật, đây là Thái Dương chi nhật, khống kiếp, ngươi muốn làm cái gì? Sắc khí mạnh thật, lẽ nào là cường giả của Thiên Sát Tông? Nuôi ngươi lâu như vậy rồi, sứ mệnh của ngươi cũng lên kết thúc rồi, bây giờ hãy trở thành lưu đỉnh của ta đi. Âm sát công, nuốt. Khốn kiếp, Thiên Sát Tông ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Huyền võ cảnh cửu trùng chi đỉnh, cũng không tệ. Đây còn là nhị hoàng tử ôn hòa nữa hay không? Thủ đoạn tàn nhẫn, người che giấu sâu nhất, vậy mà lại là Đoàn Vô Nhai, đây là chuyện mà bọn họ không thể ngờ được. Đoàn Vô Nhai, lại là ngươi. Thiên Sát Âm Công, những ma vật ở bên ngoài thành Đoạn Nhẫn là do ngươi làm, hung thủ hóa ra là ngươi. Giờ thì bố tìm được mày rồi, nhưng trận này Vô Nhai không chết mà sau chết trong bí cảnh hoàng giả nhé các đạo hữu. Thành Đoạn Nhẫn thua thê thảm, ba đại tướng quân chết thảm, tướng quân của Ma Việt Quốc Mạc Phong làm gián điệp 5 năm, còn có Đoàn Hân Diệp dùng thuốc. Bây giờ người của Thần Cung, người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, còn có người của Đông Hải Long Cung, toàn bộ đều đã hội tụ ở nơi này. Tất cả chuyện này đều là liên quan tới ngươi, nói nhiều vãi trưởng rút ma kiếm ra chém chết cụ bọn này đi. Lâm Phong, tất cả đều là vì thực lực, ai bảo ta sinh ra ở Hoàng gia. Bây giờ cách chức Thái Tử, sắc phong Đoàn Vô Nhai làm Thái Tử của Tuyết Nguyệt, ngươi có ý kiến gì khác nữa không? Có, Đoàn Vô Đạo là huynh trưởng, đương nhiên phải làm Thái Tử. Ngươi tìm chết. Phụ hoàng cẩn thận. Can dự vào nội chính của quốc gia, Đông Hải Long Cung có hơi quá đáng một chút rồi đấy. Ai bảo đệ tử Đông Hải Long Cung ta là nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt? Bắt đầu từ bây giờ, Tuyết Nguyệt, Đoàn Vô Nhai làm Thái Tử, ai dám làm trái ý hắn, chính là trở thành kẻ địch với Đông Hải Long Cung. Bây giờ lên xử chết Lâm Phong, còn có một vài người này nữa. Lâm Phong, cảm ơn ngươi đã giết nhiều người như vậy ở dãy núi Ma Việt Quốc, cho ta đủ khí âm thi. Ngươi vừa rời khỏi không lâu thì ta đã xuất hiện rồi, sau đó bước vào Long Cung cho thiên yêu của ta quay về, tốc độ vừa hay nhanh hơn một chút so với đem theo mấy vạn côn bằng về. Lâm Phong, ta cũng không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, không ngờ ở tỷ thí tuyết vực ngươi lại đánh bị đại ca của ta. Chỉ có điều bây giờ ngươi vẫn phải chết, còn có người nhà của ngươi, toàn bộ đều sẽ chết. Còn về Tuyết Linh Lung, mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Cô ta là thuộc về Long Cung.